Học kỳ y, câu 1, một trong những nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20 là A. Đưa giai cấp công nhân lên nắm quyền. B. Xóa bỏ triệt để mâu thuẫn trong xã hội. C. Xác lập sự thống trị của chủ nghĩa thực dân. D. Xóa bỏ tình trạng phong kiến thất thức. Câu 2, một trong những mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20 là A. Mở đường cho tư bản chủ nghĩa phát triển. B. Đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền. C. Xóa bỏ triệt để những mâu thuẫn trong xã hội. D. Xác lập sự thống trị của chủ nghĩa thực dân. Câu 3, lãnh đạo của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20 là A. Địa chủ. B. Nông dân. C. Công nhân. D. Tư sản. Câu 4, trong các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20, động lực quyết định thắng lợi của cách mạng là A. Mục tiêu của cách mạng. B. Kết quả cuối cùng. C. Quần chúng nhân dân. D. Phương pháp đấu tranh. Câu 5, lãnh đạo của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20 là A. Địa chủ. B. Nông dân. C. Công nhân. D. Quý tộc mới. Câu 6, một trong những nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20 là A. Đưa giai cấp công nhân lên nắm quyền. B. Hình thành thị trường dân tộc thống nhất. C. Xóa bỏ triệt để mâu thuẫn trong xã hội. D. Xác lập sự thống trị của chủ nghĩa thực dân. Câu 7, lãnh đạo của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20 là A. Địa chủ. B. Nông dân. C. Công nhân. D. Chủ nô. Câu 8, nội dung nào sau đây là tiền đề về kinh tế dẫn đến sự bùng nổ và thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ XX? A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thay thế hoàn toàn quan hệ phong kiến. B. Triết học ánh sáng ra đời, thức tính, dọn đường cho quần chúng đấu tranh. C. Giai cấp tư sản và đồng minh có thế lực rất lớn cả về kinh tế và chính trị. D. Kinh tế tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển trong lòng chế độ phong kiến. Câu 9, nội dung nào sau đây là tiền đề về chính trị dẫn đến sự bùng nổ và thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ XX? A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thay thế hoàn toàn quan hệ phong kiến. B. Giai cấp tư sản và đồng minh có thế lực rất lớn cả về kinh tế và chính trị. C. Triết học ánh sáng ra đời, thức tính, dọn đường cho quần chúng đấu tranh. D. Chế độ cai trị của nhà nước phong kiến gây ra sự bất mãn trong xã hội. Câu 10, nội dung nào sau đây là tiền đề về xã hội dẫn đến sự bùng nổ và thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ XX? A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thay thế hoàn toàn quan hệ phong kiến. B. Giai cấp tư sản và đồng minh có thế lực rất lớn cả về kinh tế và chính trị. C. Triết học ánh sáng ra đời, thức tính, dọn đường cho quần chúng đấu tranh. D. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với quý tộc phong kiến ngày càng sâu sắc. Câu 11, nội dung nào sau đây là tiền đề về tư tưởng dẫn đến sự bùng nổ và thắng lợi của cuộc cách mạng tư sản Pháp ở thế kỷ 18? A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thay thế hoàn toàn quan hệ phong kiến. B. Giai cấp tư sản và đồng minh có thế lực rất lớn cả về kinh tế và chính trị. C. Triết học ánh sáng ra đời, thức tính, dọn đường cho quần chúng đấu tranh. D. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với quý tộc phong kiến ngày càng sâu sắc. Câu 12, các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20 thắng lợi có ý nghĩa quan trọng nào sau đây? A. Lật đổ nền quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời. B. Giải quyết triệt để mọi yêu cầu của nông dân. C. Xóa bỏ được tình trạng áp bức trong xã hội. D. Đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền. Câu 13, từ đầu thế kỷ 19, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguyên liệu và nhân công, các nước tư bản phương Tây đã tăng cường A. Hợp tác và mở rộng đầu tư. B. Thu hút vốn đầu tư bên ngoài. C. Xâm lược và mở rộng thuộc địa. D. Đổi mới hình thức kinh doanh. Câu 14, cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, các nước tư bản chủ nghĩa đã chuyển sang giai đoạn A. Tự do cạnh tranh. B. Cải cách đất nước. C. Đế quốc chủ nghĩa. D. Chủ nghĩa phát xít. Câu 15, cho đến cuối thế kỷ 19, các nước đế quốc chủ nghĩa đã thiết lập hệ thống thuộc địa rộng khắp ở A. Châu Âu, châu Mỹ và khu vực Tây Âu. B. Châu Âu, châu Úc và khu vực Bắc Mỹ. C. Châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latin. D. Châu Mỹ, Tây Âu và khu vực Đông Âu. Câu 16, đầu thế kỷ 20, quốc gia nào sau đây có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất? A. Đức. B. Italia. C. Nhật. D. Anh. Câu 17, các tổ chức độc quyền ra đời ở các nước tư bản từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là sự liên minh giữa A. Vô sản và tư sản. B. Chủ nô và tư sản. C. Các nhà tư bản lớn. D. Địa chủ và quý tộc. Câu 18, sự kiện nào sau đây đánh dấu sự mở rộng của chủ nghĩa tư bản ở ngoài châu Âu? A. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. B. Phong trào đấu tranh giành độc lập ở khu vực Mỹ Latin. C. Cuộc vận động thống nhất nước Đức và Italia. D. Cải cách nông nô ở Nga và cuộc nội chiến ở Mỹ. Câu 19, thuật ngữ chủ nghĩa tư bản hiện đại dùng để chỉ sự phát triển của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn A. Trước chiến tranh thế giới thứ hai. B. Sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. C. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay. D. Trước chiến tranh thế giới thứ nhất. Câu 20, lĩnh vực nào sau đây là tiềm năng phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại? A. Quân sự, văn hóa. B. Văn hóa, giáo dục. C. Chính trị, ngoại giao. D. Khoa học, công nghệ. Câu 21, nội dung nào sau đây là thách thức mà chủ nghĩa tư bản hiện đại phải đối mặt?
A. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ. B. Sự sáp nhập của các công ty độc quyền lũng đoạn. C. Sự vươn lên mạnh mẽ của các nước đang phát triển. D. Khủng hoảng kinh tế, tài chính mang tính toàn cầu. Câu 22. Thắng lợi nào sau đây dẫn đến sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới? A. Cách mạng tháng 2, 1917 ở Nga. B. Cách mạng tháng 10 Nga, 1917. C. Cách mạng Nga 5 năm 1905 đến năm 1907. D. Công xã Paris năm 1871 ở Pháp. Câu 23. Sau cách mạng tháng 10 Nga, nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Xô Viết là A. Lập tan bộ máy nhà nước cũ, xây dựng bộ máy nhà nước mới. B. Hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế. C. Khôi phục và phát triển kinh tế, chống lại thù trong giặc ngoài. D. Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa tiến lên chủ nghĩa xã hội. Câu 24. Sau cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, người đứng đầu chính quyền Xô Viết là A. Lenin. B. Stalin. C. Putin. D. Gorbachev. Câu 25. Tháng 1 năm 1924, Liên Xô đã thông qua A. Bản hiệp ước liên bang. B. Bản hiến pháp đầu tiên. C. Chính sách kinh tế mới. D. Sắc lệnh hòa bình. Câu 26. Theo hiến pháp 1924 của Liên Xô, ghi nhận việc hợp tác của các nước Cộng hòa Xô Viết thành một nhà nước dựa trên cơ sở A. Thỏa thuận. B. Tự nguyện. C. Bắt buộc. D. Thương lượng. Câu 27. Một trong những tư tưởng chỉ đạo của Lenin trong việc thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết năm 1922 là A. Quyền dân tộc tự quyết. B. Phân biệt về tôn giáo. C. Thống nhất về văn hóa. D. Phân biệt về chủng tộc. Câu 28. Sự kiện nào sau đây đánh dấu hoàn thành quá trình thành lập nhà nước Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới? A. Bản hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua. B. Bản hiệp ước liên bang lần đầu tiên được thông qua. C. Thắng lợi trong đấu tranh chống thù trong, ra ngoài. D. Khi hoàn thành quá trình khôi phục và phát triển kinh tế. 2. Tự luận 3 điểm. Câu 1. Vì sao nói Liên Xô trở thành chỗ dựa tinh thần, vật chất cho phong trào cách mạng thế giới? Câu 2. Trong các tiền đề bùng nổ cách mạng tư sản, theo em, tiền đề về kinh tế có ý nghĩa như thế nào?